Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Tuất 1994 nữ mạng. Nữ tuổi Giáp Tuất cuộc sống đa phần tốt đẹp, tuy cũng có xuất hiện chút khó khăn nhưng không đáng kể. Tình cảm thuận lợi tốt đẹp, sự nghiệp có nhiều điểm nổi bật. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn của cuộc đời lại có những điểm cần bàn luận và lưu tâm khác nhau. Những điều mà Phong thủy Gia Cát sắp chia sẻ trong video dưới đây sẽ dựa trên số tuổi, cung mệnh và giới tính của quý vị để phân tích luận giải một cách chính xác nhất. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Sơn đầu hỏa, lửa trên núi, xưng con chó, tướng tinh con ngựa, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Giáp Tuất thông qua bài thơ sau. Giáp Tuất mạng hỏa số này, lửa ở đầu núi rõ ràng sáng trưng, thuận sinh mùa hạ mùa xuân, giàu nghèo cũng sướng, lo buồn mà chi. Số gái sinh đặng hợp thời, làm ăn có của, chồng giàu vinh sang. Lỗi sinh ở chật ác giờ, cuộc đời như thể nắm bèo giạt trôi. Tuổi sinh, thuở nhỏ chẳng an, bệnh tật đau ốm liên miên tháng ngày. Số nàng khắc lại mẹ cha, đi xa thương nhớ ở gần ốm đau. Xét qua trang sử lương duyên, ngựa trâu, long hổ kết duyên mới thành. Tuổi nhỏ, hậu vận gian nan, trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn. Tổng quan, nữ tuổi Giáp Tuất trong cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp cả về tình duyên và sự nghiệp. Họ gặp nhiều may mắn trong công việc, con đường công danh phát triển, cuộc sống khá giả, êm ấm. Tuổi càng lớn càng nhiều thuận lợi. Trong gia đình tình cảm tốt đẹp, có nhiều niềm vui, con cái hiếu thảo và thành đạt. Về già, được hưởng phúc phận an nhàn. Tóm lại, nữ tuổi Giáp Tuất cuộc sống đa phần tốt đẹp. Tuy cũng có xuất hiện chút khó khăn nhưng không đáng kể, tình cảm thuận lợi tốt đẹp, sự nghiệp có nhiều điểm nổi bật. Tóm lại, nữ tuổi Giáp Tuất cuộc sống đa phần tốt đẹp, tuy cũng có xuất hiện chút khó khăn nhưng không đáng kể, tình cảm thuận lợi tốt đẹp, sự nghiệp có nhiều điểm nổi bật. Nữ tuổi Giáp Tuất hưởng thọ trung bình từ khoảng 74 đến 86 tuổi. Nếu tích cực tu tâm dưỡng tính, ăn ở lương thiện thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch, nữ tuổi Giáp Tuất tình duyên phải trải qua nhiều thử thách khó khăn mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Trong tình yêu họ có những mối tình rất đẹp, tuy nhiên đều tan vỡ rất nhanh chóng. Giáp Tuất sinh tháng này khá lận đận trong tình duyên, phải đến khi sự nghiệp vững vàng thì họ mới tính chuyện hôn nhân. Và sau kết hôn, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, có nhiều niềm vui. Sinh vào các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch, trong tình yêu, đây là những người rất nhiệt tình và họ thường hay là người chủ động so với người còn lại. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tình duyên của họ gặp nhiều rắc rối và trắc trở. Sau khi kết hôn, nếu muốn gia đình êm ấm, họ nên kiềm chế tính cách của bản thân và quan tâm hơn tới cảm nhận của những người xung quanh. Sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch, Giáp Tuất sinh vào các tháng này thường là những người rất dịu dàng và khá tâm lý. Họ luôn khiến cho mọi người bên cạnh cảm thấy thoải mái khi ở bên. Vì thế mà cuộc sống của họ luôn tràn đầy niềm vui, tình duyên cũng như vậy. Đây hầu hết là những người có nhân duyên rất may mắn. Họ có một tình yêu đẹp như mơ và một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Gia đạo công danh, cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui, tuy có đôi lúc xảy ra bất hòa tranh chấp giữa các thành viên nhưng sau đó đều được giải quyết tốt đẹp. Càng lớn tuổi thì Giáp Tuất càng cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm đến từ các thành viên trong gia đình. Sự nghiệp ban đầu có chút vất vả nhưng thành công đến rất nhanh chóng. Nữ Giáp Tuất, sự nghiệp sôi động nhất vào lúc bước vào tuổi 30, năm này gặt hái được nhiều thành tựu, công việc có nhiều bước tiến mới. Để tăng cường vận trình gia đạo, công danh và sự nghiệp, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài đón vận hàng đầu trong phong thủy, đó chính là vòng tam hợp quý thần Dần, Ngọ, Tuất. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não màu đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn có khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp vận trình cuộc sống và công việc luôn thuận lợi, hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo hòa thuận, yên vui. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình.
tuổi hợp làm ăn. Nữ giáp Tuất nếu muốn phát triển sự nghiệp hơn thì họ nên hợp tác làm ăn với các tuổi sau đây, đó là Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần. Những tuổi này sẽ giúp thêm nhiều may mắn thuận lợi hơn trong công việc, đặc biệt là giúp giáp Tuất tăng cường vận tài chính. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Nhâm Thân thì nữ giáp Tuất sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc, giàu sang, phú quý, hầu như không phải lo lắng tới bất cứ một điều gì trong cuộc sống. Do hợp mệnh nên nếu kết duyên với những người tuổi này, giáp Tuất không chỉ tạo dựng được sự may mắn trong tiền bạc mà còn rất hạnh phúc về tình cảm. Kết hôn với một trong số các tuổi giáp Tuất Canh Thìn, nữ tuổi giáp Tuất chỉ có thể có vận may ở trong hai phương diện, đó là tài chính hoặc tình cảm, một trong hai mà thôi. Nên duyên với tuổi này, nữ giáp Tuất sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống, chủ yếu là ở mặt tinh thần. Kết hôn với một trong số các tuổi Quý Mùi, Tân Mùi thì cuộc sống hôn nhân của giáp Tuất không chỉ gặp nhiều khó khăn mà còn lắm chuyện buồn phiền. Cuộc sống có nhiều vất vả, khổ cực, tình cảm cũng xuất hiện những cản trở. Muốn cuộc sống được hạnh phúc và tốt đẹp thì hai người cần phải cố gắng nhường nhịn nhau trong cuộc sống, biết quan tâm tới nhau nhiều hơn. Có những năm mà nữ tuổi giáp Tuất không nên cử hành hôn lễ hay cưới gả bởi vì do không hợp mệnh nên nếu kết hôn vào những năm sau đây sẽ không được may mắn cả về tình duyên lẫn sự nghiệp, đó là năm 17, 21, 29 và 33 tuổi. Tuổi Đại Kỵ. Tuổi Đại Kỵ được chia làm hai dạng, đó là trong hợp tác làm ăn và trong hôn nhân. Nữ giáp Tuất mệnh không hợp với các tuổi Đinh Sửu, Ất Dậu, Kỷ Sửu, Tân Mão, Quý Dậu và Đinh Mão. Nếu hợp tác làm ăn với các tuổi trên sẽ có thể đem tới nhiều bất lợi trong công việc chung. Giáp Tuất có thể bị ảnh hưởng dẫn tới hao tài tốn của. Nếu hợp tác với những tuổi này thì Giáp Tuất nên mời thêm những người hợp tuổi với mình tham gia để cùng cho cân bằng. Nếu kết hôn lập gia đình thì cuộc sống hôn nhân có thể sẽ vất vả, nhiều khó khăn và buồn phiền. Hai vợ chồng càng phải cố gắng hơn nữa thì mới có được cuộc sống như mong muốn. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà Giáp Tuất gặp phải rất nhiều những khó khăn và vất vả trong công việc, đó là năm 23, 25, 27 và 31 tuổi. Trong những năm này, Giáp Tuất cần phải cẩn thận và chú ý hơn nữa trong tất cả mọi vấn đề, đề phòng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc tích đức hành thiện, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh khi bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Khi bắt đầu một việc lớn, hệ trọng, nữ giáp Tuất nên chọn ngày giờ để xuất hành. Đó là vào ngày chẵn, tháng chẵn và giờ lẻ là rất phù hợp với họ. Xuất hành vào những thời điểm này sẽ đem đến cho giáp Tuất rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Diễn biến từng năm. Khi bắt đầu từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi, năm 18 tuổi trong cuộc sống có nhiều niềm vui, cuối năm có một điều bất ngờ xảy đến mang cho họ thêm tài lộc. Năm 19 tuổi có một mối tình duyên đẹp nhưng lại không duy trì được lâu và cuối cùng cũng kết thúc bất ngờ. Năm 20 tuổi sự nghiệp tuy mới bắt đầu nhưng nhìn chung khá thuận lợi. Năm 21 tuổi tình cảm đặc biệt phát triển, gặp được nhân duyên của cuộc đời. Năm 22 tuổi, công việc có nhiều chuyển biến, nhiều tài lộc, cuộc sống có chuyện vui. Từ năm 23 tuổi đến năm 26 tuổi, đây là khoảng thời gian rất may mắn trong cuộc đời của Giáp Tuất. Những năm này tình cảm đặc biệt tốt đẹp, trong năm có thể diễn ra một lễ cưới hoành tráng linh đình. Tình cảm sau kết hôn lại càng gắn bó và đầm ấm. Trong năm này cũng rất có vận may về tiền bạc, làm ăn phát lộc phát tài, cuộc sống gia đình sung túc và đầy đủ. Đây là những năm tốt đẹp để phát triển sự nghiệp. Từ năm 27 tuổi đến năm 29 tuổi, những năm này cuộc sống không thuận lợi, nhiều điều xảy ra nên Giáp Tuất cần phải cẩn thận và chú ý trước khi đưa ra một quyết định nào đó.
năm 27 tuổi đề phòng mắc bệnh, năm 28 tuổi cẩn thận có những người lợi dụng, tránh hao tổn tiền bạc, hôn nhân, bị ảnh hưởng. Năm 29 tuổi không nên đầu tư quá lớn. Năm 30 đến 34 tuổi, những năm này có nhiều vấn đề ảnh hưởng tới tình cảm gia đình, cuộc sống nhiều khó khăn, buồn lo. Trong năm nên chú ý hơn tới các mối quan hệ khác xung quanh, tránh tạo tin đồn thị phi, nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Từ năm 35 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 35 và 36 tuổi, trong cuộc sống xuất hiện nhiều may mắn, công việc phát triển tốt đẹp, tình cảm thuận lợi, gia đình hòa thuận, có nhiều niềm vui. Từ năm 37 đến 38 tuổi, những năm này có vận tài lộc, cuộc sống tốt đẹp nhiều hơn, tài chính đầy đủ, có vận tiền tài. Năm 39 và 40 tuổi, trong công việc xuất hiện những vấn đề không tốt ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp tương lai. Mặt khác trong năm tình cảm cũng không thuận lợi, thỉnh thoảng có xảy ra cãi vã. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi có nhiều vấn đề trong tình cảm phát sinh, cuộc sống không được thoải mái, tình cảm có nhiều ngăn cách. Năm 42-43 tuổi, tình cảm được cải thiện đáng kể, cuộc sống có nhiều niềm vui đến từ con cái. 44-45 tuổi, những năm này đặc biệt phát triển trên con đường sự nghiệp, cuối năm kiếm được một khoản tiền rất lớn. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, những năm này nên chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân. Trong năm 47 và 48 tuổi, có thường xuyên mắc bệnh. Trong năm không nên làm các cuộc giao dịch, làm ăn lớn kẻo tổn thất tiền của, ra ngoài, chú ý tai nạn. 51 đến 55 tuổi, thời gian này tốt đẹp về mặt tình cảm, cuộc sống có nhiều yên vui. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, đây là khoảng thời gian thích hợp để nghỉ dưỡng, cải thiện sức khỏe, tinh thần. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Giáp Tuất 1994 sẽ mang lại là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị, giúp quý vị chúng ta tìm hiểu mình, hiểu vận và từ đó thì mong cầu và biết cách đem lại bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!